chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình tối nay, thứ ba, ngày 16 tháng 7 có những nội dung đáng chú ý. Đoàn công tác liên ngành trung ương khảo sát hiện trạng đề án sắp xếp đơn vị hành chính tại tỉnh Hưng Yên. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp làm việc với tập đoàn Great China Miracle International Hồng Kông Trung Quốc. Ngày làm việc thứ nhất, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên lần thứ 16, nhiệm kỳ 2024-2029. Phú Cư phấn đấu về đích huyện nông thôn mới nâng cao. Hôm nay, đoàn công tác liên ngành trung ương do đồng chí Nguyễn Duy Thăng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm trưởng đoàn đã làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh về khảo sát hiện trạng đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh cùng lãnh đạo các sở ngành liên quan. Tỉnh Hưng Yên có 10 đơn vị hành chính cấp huyện và 161 đơn vị hành chính cấp xã, thực hiện kết luận số 48 của Bộ Chính trị, nghị quyết số 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các văn bản lãnh đạo chỉ đạo của Trung ương. Tỉnh Hưng Yên đã xây dựng đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân. Theo đề án xây dựng, tỉnh Hưng Yên thực hiện sắp xếp và điều chỉnh 43 đơn vị hành chính cấp xã. Sau sắp xếp, tỉnh còn 139 đơn vị hành chính cấp xã gồm 13 phường, 8 thị trấn và 118 xã, giảm 22 đơn vị gồm 1 phường và 21 xã. Về phương án sắp xếp, tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ công chức, trụ sở làm việc, tài sản công và chuyển đổi giấy tờ, đến nay đang được các địa phương khẩn trương thực hiện theo đúng tiến độ, đảm bảo quy định của nhà nước, tránh dôi dư lãng phí. Tỷ lệ cử tri đồng ý về việc sắp xếp đơn vị hành chính trên toàn tỉnh đạt gần 98%. Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng đánh giá cao phương pháp thực hiện kết quả xây dựng đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2023-2025. Mặc dù là địa phương có số lượng đơn vị hành chính phải sắp xếp sáp nhập lớn, đứng thứ 7 toàn quốc, nhưng tỉnh Hưng Yên đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện sớm, quyết liệt hiệu quả, chủ trương của Trung ương. Công tác tuyên truyền lấy ý kiến cử tri, nhân dân được tỉnh làm tốt, hiệu quả cao. Đồng chí lưu ý việc sắp xếp giai đoạn này cần gắn với định hướng chiến lược phát triển, quy hoạch tỉnh, quy hoạch nông thôn, quy hoạch đô thị của Trung ương nói chung và của tỉnh Hưng Yên nói riêng đã đề ra. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Nội vụ đề nghị tỉnh Hưng Yên tiếp tục hoàn thiện văn bản, bổ sung, gửi về Bộ Nội vụ để trình Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trong thời gian sớm nhất. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 được tỉnh Hưng Yên xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng và trọng tâm. Tỉnh Hưng Yên sẽ tiếp thu những ý kiến đóng góp của đoàn khảo sát, đồng thời mong muốn đoàn công tác tiếp tục giúp đỡ, tạo điều kiện để đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2023-2025 của tỉnh sớm được triển khai thực hiện. Cùng ngày, đoàn khảo sát liên ngành trung ương đã khảo sát tại một số đơn vị hành chính thuộc diện sáp nhập trên địa bàn huyện Khoái Châu và thành phố Hưng Yên. Chiều nay tại trụ sở Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với đoàn công tác của tập đoàn Great China Miracle International Hồng Kông Trung Quốc. Tại buổi làm việc, đại diện tập đoàn Regina Miracle International Hồng Kông Trung Quốc đã báo cáo tình hình hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn Regina Miracle International Hưng Yên. Regina Hưng Yên là doanh nghiệp nước ngoài với khoảng 5.000 lao động. Hiện tại, công ty đang thu hút và sử dụng 3.000 lao động trong và ngoài tỉnh. Do nhu cầu về nhà ở của người lao động, Regina Hưng Yên có kế hoạch thực hiện dự án nhà ở xã hội tại tỉnh Hưng Yên để phục vụ đối tượng người lao động của công ty, đảm bảo ổn định đời sống cho cán bộ, công nhân làm việc tại công ty, cũng như phục vụ đối tượng người lao động khác tại địa phương. Tập đoàn Regina Miracle International Hồng Kông Trung Quốc mong muốn tỉnh tạo điều kiện thuận lợi để Regina Hưng Yên tìm hiểu triển khai dự án. Tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch Ủy ban ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn đồng ý với chủ trương xây dựng khu nhà ở công nhân của Regina Hưng Yên, đồng thời khẳng định tỉnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình Regina Hưng Yên triển khai thực hiện dự án. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, hiện nay tỉnh Hưng Yên đang thực hiện đồng bộ các giải pháp thu hút đầu tư vào địa bàn, trong đó hạ tầng các khu công nghiệp đang được đầu tư đồng bộ, sẵn sàng đón nhận các nhà đầu tư vào sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh đó, nhu cầu nhà ở xã hội cho công nhân hiện nay rất lớn, nên tỉnh khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực này. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Regina Hưng Yên phối hợp với các sở ngành địa phương của tỉnh trong quá trình khảo sát, hoàn thiện thủ tục đầu tư, đảm bảo đúng trình tự theo quy định của pháp luật Việt Nam. Đồng thời, đề nghị Regina Hưng Yên quan tâm tới vấn đề môi trường trong quá trình sản xuất, kiểm tra kỹ chất lượng lao động ngoài tỉnh trong quá trình tuyển dụng, tránh tình trạng một số công nhân gây mất an ninh trật tự trong quá trình làm việc, sinh sống tại tỉnh. Chiều nay, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh đã diễn ra phiên thứ nhất Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên lần thứ 16, nhiệm kỳ 2024-2029. Dự đại hội có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phạm Văn Khuê, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Quách Thị Hương, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đại diện lãnh đạo các ban sở ngành tỉnh cùng 267 đại biểu chính thức dự đại hội. Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên lần thứ 16, nhiệm kỳ 2024-2029 diễn ra trong bối cảnh công cuộc đổi mới của đất nước, của tỉnh ngày càng toàn diện và đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Với chủ đề đoàn kết dân chủ, đổi mới, khát vọng phát triển, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên lần thứ 16, nhiệm kỳ 2024-2029 sẽ diễn ra trong 2 ngày, 16 và ngày 17 tháng 7 năm 2024. Chúng tôi đã phát huy tốt được cái vai trò dân chủ ở cơ sở, vận động nhân dân hiến đất để làm đường giao thông nông thôn. Điển hình có những cái nhà người ta hiến hàng trăm mét vuông đất rồi vận động nhân dân xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa. Khi tôi được tham dự Đại hội Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hưng Yên thì nói là cái kỳ vọng của chúng tôi trong 5 năm tới thì phát huy cái vai trò của các ban ngành đoàn thể để đoàn kết nhân dân xây dựng nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp. Trong nhiệm kỳ vừa qua thì chúng tôi đã triển khai, hướng dẫn, phát động các cái phong trào thi đua yêu nước được các tầng lớp nhân dân hết sức là đồng tình và hưởng ứng. Ví dụ như là trong cái công tác tuyên truyền giải phóng mặt bằng, xây dựng xã thành đạt chuẩn xã, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Mong rằng trong nhiệm kỳ tới, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp sẽ tổ chức nhiều các cái chương trình, các phong trào thi đua yêu nước tới địa bàn các khu dân cư rộng rãi. Trong nhiệm kỳ vừa qua thì Phật giáo luôn phát huy tinh thần hộ quốc an dân, thực hiện đúng chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước đã đề ra, phát huy tinh thần Phật giáo đồng hành cùng dân tộc và đất nước, gắn kết toàn thể nhân dân, xây dựng đất nước ngày càng phát triển hơn. Chúng tôi quan tâm nhất đó là cái chương trình liên quan đến việc xây dựng khu dân cư an toàn, ấm no và hạnh phúc. Chúng tôi cũng rất là kỳ vọng là thông qua đại hội thì cái việc thảo luận thống nhất các cái chương trình hành động cũng như là các cái nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ mới sẽ được các đại biểu tham gia đóng góp cũng như là đại hội biểu quyết thông qua để làm cơ sở để cho chúng tôi thực hiện trong cái nhiệm kỳ mới. Tại phiên thứ nhất, các đại biểu đã hiệp thương cử đoàn chủ tịch, đoàn thư ký đại hội, thông qua chương trình, quy chế làm việc của đại hội, báo cáo tình hình đại biểu dự đại hội, báo cáo kết quả tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết quả thực hiện mục tiêu chủ yếu và chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, nhiệm kỳ 2019-2024, báo cáo chính trị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên khóa 15, trình Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên khóa 16, nhiệm kỳ 2024-2029. Báo cáo tổng hợp, ý kiến đóng góp vào dự thảo báo cáo chính trị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa 15, góp ý dự thảo báo cáo chính trị của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trình Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 10, góp ý sửa đổi, bổ sung điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 9. Buổi sáng cùng ngày, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa 15 cùng các đại biểu dự đại hội dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhà lưu niệm Bác Hồ, dâng hoa tại tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, đặt vòng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh. Sáng mai, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên bước sang ngày làm việc thứ hai Với nhiều nội dung quan trọng, chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp vào lúc 8 giờ trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên và các nền tảng số của đài. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem. Chương trình thời sự sẽ được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, sáng nay, tại hội nghị trực tuyến Chính phủ thúc đẩy đầu tư công năm 2024, đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã báo cáo Chính phủ về tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Hưng Yên. Đến ngày 15 tháng 7, tổng kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2024 phân bổ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên là trên 20.600 tỷ đồng. Trong đó, kế hoạch vốn được Thủ tướng giao trên 19.900 tỷ đồng. Đến nay, tỉnh đã phân bổ chi tiết hơn 14.400 tỷ đồng, đạt 72% kế hoạch. Kế hoạch vốn do các cấp tỉnh, huyện, xã giao bổ sung là trên 690 tỷ đồng. Việc triển khai thực hiện bố trí vốn cho từng dự án, đảm bảo thứ tự ưu tiên theo quy định. Tuy vậy, nửa đầu năm nay, tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh còn chậm. Toàn tỉnh mới giải ngân được trên 3.700 tỷ đồng, đạt gần 19% so với kế hoạch. Khó khăn, vướng mắc là do năm 2024, kế hoạch vốn được giao tăng cao so với năm 2023. Một số dự án lớn, trọng điểm còn gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng. Nhu cầu về cát xây dựng và san lấp phục vụ cho các dự án là rất lớn, nhưng quy trình tổ chức đấu giá và cấp phép còn mất nhiều thời gian. Đồng thời, giá vật tư xây dựng vẫn ở mức cao, ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng công trình và giải ngân vốn đầu tư công. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2024, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hùng Nam nhấn mạnh, tỉnh Hưng Yên tiếp tục quán triệt và chỉ đạo thực hiện nghiêm các nhiệm vụ giải pháp theo chỉ đạo của Chính phủ, tập trung làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, quản lý hiệu lực hiệu quả đất đai, nhất là nguồn gốc, quy hoạch sử dụng các loại đất. Phấn đấu đến cuối năm nay, Hưng Yên hoàn thành việc giải ngân vốn Chính phủ giao. Hôm nay, Hội đồng Nhân dân thị xã Mỹ Hào và Hội đồng Nhân dân huyện Ân Thi khóa 20 nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 12 để đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2024 và nhiều nội dung quan trọng khác. 6 tháng đầu năm 2024, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn thị xã Mỹ Hào ước đạt gần 19.000 tỷ đồng, đạt 47% kế hoạch năm 2024, tăng gần 12% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng thu ngân sách ước đạt trên 3.100 tỷ đồng, tăng 96% so với cùng kỳ năm 2023, bằng 108% so với dự toán năm Ủy ban Nhân dân tỉnh giao. Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân thị xã đã thông qua các báo cáo tờ trình, dự thảo, nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2023, tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm và ước thực hiện cả năm 2024. Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm, giai đoạn 2021-2025. Báo cáo kết quả, trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10 cùng nhiều nội dung quan trọng khác của thị xã. 6 tháng đầu năm, huyện Ân Thi đã đạt được một số kết quả nổi bật, đó là đã giải phóng được trên 65 hectare, đạt trên 37%, trong đó các dự án khu cụm công nghiệp đã giải phóng được gần 32 hectare. Dự án đô thị, khu dân cư đã giải phóng đạt 100%, đã giải tỏa được 20 trường hợp vi phạm về đất đai, công tác môi trường thường xuyên được quan tâm. 6 tháng cuối năm 2024, huyện Ân Thi tập trung hoàn thiện quy hoạch xây dựng đến năm 2030 và định hướng đến năm 2050, tập trung các nguồn lực hoàn thiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, tăng cường công tác quản lý đất đai, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận đất ở, đất nông nghiệp, thực hiện tốt công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng các công trình dự án trên địa bàn. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên vừa ban hành kế hoạch số 336 nhằm hỗ trợ các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Hưng Yên xây và sửa nhà đợt 1 năm 2024. Theo đó, các đối tượng được hỗ trợ là hộ nghèo có tên trong danh sách do Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quản lý, được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên phê duyệt tại quyết định số 2728 ngày 20 tháng 12 năm 2023 về phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo tiêu chí đa chiều giai đoạn 2022-2025. Đối với hộ được hỗ trợ xây và sửa nhà phải đảm bảo các điều kiện như chưa được hỗ trợ xây mới và sửa chữa, nhà đất ở sở hữu chính chủ. Trường hợp được hỗ trợ rồi thì phải trên 10 năm. Chủ hộ gia đình có đơn xin hỗ trợ với sự đồng thuận của các thành viên trong gia đình. Nhà diện hỗ trợ xây mới phải đảm bảo diện tích tối thiểu 30 m² với hộ độc thân, diện tích sử dụng không được dưới 20 m². Nhà đảm bảo 3 cứng gồm nền cứng, khung, tường cứng, độ bền chắc trên 10 năm và đảm bảo an toàn khi có mưa bão giông lốc. Kinh phí hỗ trợ xây mới là 80 triệu đồng một nhà một hộ, sửa chữa không vượt quá 40 triệu đồng một nhà một hộ. Với hộ sửa tường, mái nhà, cửa sổ, mức hỗ trợ không được vượt quá 20 triệu đồng một nhà một hộ. Cởi mở, nhanh nhẹn, luôn hết mình với mọi người, với công việc chung là những lời nhận xét của người dân địa phương khi nói về chị Đỗ Thị Hường, trưởng ban công tác mặt trận khu dân cư Phú Khê, xã Phú Thịnh, huyện Kim Động. Từ sự nhiệt tình trách nhiệm của mình, chị góp phần thúc đẩy các phong trào thi đua, huy động xã hội hóa và chuyển đổi số trong cộng đồng ở địa phương. Tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành về văn hóa xã hội, chị Hường trở về địa phương và gắn bó với công tác phong trào như Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ. Năm 2020, chị được nhân dân tín nhiệm bầu làm trưởng ban công tác mặt trận của khu dân cư Phú Khê. Xác định công tác mặt trận là phải gần dân, hiểu dân và lắng nghe ý kiến, tâm tư của người dân thì mới có thể xây dựng khối đoàn kết để thực hiện các phong trào thi đua tại địa phương. Vì vậy, trong mọi công việc từ nhỏ đến lớn của khu dân cư, chị Hường đều có mặt từ sớm với tinh thần gương mẫu, tích cực và sáng tạo trong cách thức tuyên truyền, vận động nhân dân. Đặc thù của thôn tôi là sản xuất dịch vụ là chủ yếu, thế nên các ông bà hầu như là không có mặt địa phương nhiều, thì tôi đã phối hợp cùng với những người có uy tín trong nhân dân, các ông trưởng họ tuyên truyền vận động nhân dân trên các phương diện, ví dụ như là đài truyền thanh, tuyên truyền trực tiếp hoặc là tuyên truyền gián tiếp qua Zalo, Facebook để cho người dân có thể hiểu rõ được và nắm rõ được những cái nhiệm vụ cụ thể của địa phương. Bằng cách làm như vậy, chị Hường đã phối hợp với các chi hội đoàn thể, vận động nhân dân phát huy dân chủ, đồng thuận để triển khai có hiệu quả các nội dung phong trào thi đua xây dựng đời sống văn hóa nông thôn mới tại địa phương. Nhân dân đã đóng góp trên 600 triệu đồng để cải tạo đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, xây dựng khuôn viên nhà văn hóa, cải tạo rãnh thoát nước, trồng hoa, cây xanh ven đường, góp phần xây dựng nông thôn mới. Ban công tác mặt trận thôn rất là tốt, vì nó là trẻ vừa năng động, tất cả mọi người dân đều hoan nghênh và tin tưởng. Đồng chí Hường rất là có năng lực tuyên truyền đẩy mạnh tất cả những cái gọi là sinh hoạt văn nghệ văn hóa bên thôn chúng tôi, ví dụ như bên chị em phụ nữ, bên cao tuổi rồi bên nông dân, chúng tôi là rất là thấy phấn khởi. Sự năng nổ, nhiệt tình của người cán bộ trẻ đã góp phần cùng cấp ủy thôn đưa Phú Khê luôn là địa phương đi đầu trong các phong trào hoạt động của địa phương. Từ một huyện khó khăn nhất tỉnh Hưng Yên, sau 14 năm thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong xây dựng nông thôn mới, đến nay, diện mạo huyện Phú Cừ đã có nhiều đổi thay vượt bậc. Huyện phấn đấu đến cuối năm 2024 sẽ về đích huyện nông thôn mới nâng cao. Năm 2025 sẽ về đích huyện nông thôn mới kiểu mẫu. Trước đây, nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện đi lại khó khăn, nhưng đến nay, hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông đã được đầu tư đồng bộ. Chỉ tính riêng năm 2024, huyện Phú Cừ đã dành tổng mức đầu tư khoảng trên 1.000 tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng như giao thông, giáo dục, y tế. Đặc biệt, các tuyến đường có sự đồng thuận ủng hộ của người dân. Toàn huyện có khoảng 1.000 hộ dân hiến trên 65.000 m² đất để mở rộng các tuyến đường liên thôn, liên xã. Gia đình chúng tôi đã hiến là hai mặt bằng 6 m² đất. Cái tường bao thì 7 m dài, đường rộng rãi thì phát triển kinh tế sẽ mạnh lên. Cuộc sống của người dân cũng được thừa hưởng những cái của xây dựng nông thôn mới trong quá trình là các mặt hàng dịch vụ, cơ sở vật chất, này, hạ tầng cũng đã được đầu tư xây dựng và nâng cấp nhiều những cái công trình lớn. Huyện Phú Cừ xác định xây dựng thương hiệu quả vải là hướng đi phát triển kinh tế nên đã xây dựng các vùng trồng vải chuyên canh, vải lai chín sớm tại các xã Minh Tiến, Tiên Tiến, Tam Đa, vải trứng tại các xã Phan Xảo Nam, Minh Tân, Quang Hưng, Đoàn Đào. Với tổng diện tích gần 1.200 ha, tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn ước tăng gần 13%. Phú Cừ cũng triển khai đồng bộ nhiều giải pháp về môi trường như xây dựng 5 hệ thống xử lý nước thải. Toàn huyện có 86% tổng số hộ phân loại rác thải hữu cơ, vận chuyển phun đảo trộn rác tại 21 bãi, đạt 100% kế hoạch. Đến nay, toàn huyện có 6 trên 13 xã nông thôn mới kiểu mẫu. Huyện phấn đấu cuối năm 2024 có thêm xã Đoàn Đào và Quang Hưng sẽ về đích xã nông thôn mới kiểu mẫu. Để xây dựng cơ sở hạ tầng của huyện theo các cái tiêu chí của huyện nông thôn mới thì huyện đang tập trung rất cao độ đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở. Cái biểu hiện rõ nhất trong cái phong trào xây dựng nông thôn mới này đó là người dân rất là tích cực hiến đất để làm đường giao thông nông thôn, thế rồi đóng góp kinh phí ngày công xây dựng các tuyến đường hoa, xây dựng các đường điện chiếu sáng và đảm bảo cái cảnh quan môi trường ở nông thôn sáng, xanh, sạch đẹp. Thời gian tới, huyện Phù Cử sẽ triển khai nhiều giải pháp trong đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, xây dựng hạ tầng đồng bộ theo định hướng quy hoạch của tỉnh, phấn đấu cuối năm nay sẽ về đích huyện nông thôn mới nâng cao. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.